Bạn đang bị sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản thì các bạn không nên bỏ qua video này. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cùng các bạn sản phẩm chuyên hỗ trợ điều trị về sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản cực kỳ tốt, và tất cả các cái thành phần trong sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn từ các cây cỏ dược liệu của núi rừng Hòa Bình và 100% là từ tự nhiên các bác nhé. Đấy, thì trước mắt các bạn đây, các bác đây là cái túi sản phẩm lá nam. Đấy, lá nam chuyên hỗ trợ điều trị về các bệnh về sỏi thận rất là tốt. Đấy, thì hiện tại thì bên em khoa bên dược liệu Hòa Bình đấy, đang có cái sản phẩm và đã từ nghiên cứu và đã được cho ra cái sản phẩm như này. Đấy, với các cái cây cỏ dược liệu theo phản hồi của khách hàng thì hiện nay khi các bác dùng khoảng 3 đến 5 kg như này thì cái tình trạng của bệnh giảm đi cực kỳ nhiều nha các bác nhé. Đấy, thì cái công dụng chính của cái sản phẩm này đó là giúp bào mòn sỏi thận, bào mòn sỏi trong thận. Đấy, rồi là đẩy sỏi qua đường nước tiểu. Đấy, làm giảm lượng khoáng chất axit uric này trong nước tiểu này, nhờ vậy mà ngăn ngừa được sỏi hình thành, giúp đẩy sỏi ra ngoài, giảm tiểu dắt, tiểu buốt do sỏi thận cực kỳ là tốt nhé. Về cách dùng thì nó vô cùng đơn giản. Các bác lấy từ 100 đến 150 gram, rửa sạch, đun từ 1,5 đến 2 lít nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng 15 phút rồi chắt ra uống thành lọ hàng ngày. Các bác ở đây có hạn chế ăn muối, ăn chất nhiều đạm đấy, và các chất về dầu mỡ, các đồ chiên xào cay nóng, chất kích thích đấy, thì các bác không nên các bác giảm cái dùng của các cái chất đó đi nhé. Đấy, thì hiện tại đây các bác thấy là bên em đã đặt mỗi một cái túi như này là 1 kg, thì bác nào đang có cái nhu cầu về cái sản phẩm như này đấy, và đang trong cái tình trạng như vậy thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em khoa theo số điện thoại mà bên em khoa đã đặt trên màn hình nhé. Đấy, thì cây này thì là hoàn toàn như lúc đầu em nói rồi, là từ những cái cây cỏ dược liệu tự nhiên. Đấy, từ các cái bài thuốc gia truyền cũng như là nghiên cứu của bên em khoa nhiều năm nay. Đấy, rất cảm ơn các bác đã xem video. Đấy, các bác ủng hộ cho em bằng cách đó là đăng ký hay là subscribe kênh, nhấn cái chuông bên tay phải để nhận được nhiều chia sẻ hơn nữa từ bên em khoa sẽ chia sẻ hơn nhiều nữa những cái bài thuốc hay những cái cây cỏ dược liệu tốt cho sức khỏe nhé. Xin chào, hẹn gặp các bác ở những cái video tiếp theo.